Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Các bạn copy cái đường link này này. Đấy, copy nhá. Rồi, sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần Android Studio. Bây giờ các bạn vào cái mục Suộc, các bạn chuột phải, các bạn chọn New một cái Data File. Các bạn tạo ra một cái file mới đặt nó là Suộc. Đấy. Thế trong này các bạn có một cái Abstract Interface Class, đặt nó là data chuộc. Rồi bên trong này ấy thì các bạn có một cái thành phần nó trả về một cái future, một list future list của các bài hát và kết quả trả về có thể null. Đấy, các bạn đặt nó là get data hay là load data nhé, mình sẽ đặt nó là load data. Rồi các bạn import nó vào, import. Rồi ngay bên dưới này thì các bạn sẽ tạo ra một cái class đặt là remote data chuộc, rồi cho nó implement cái data chuộc bên trên. Sau đó thì trỏ chuột lên đây cho nó create missing override. Tương tự như thế này, các bạn tạo ra một cái class nữa đặt tên là local data chuộc. Đấy, cũng implement data chuộc. Rồi sau đó thì các bạn trỏ chuột đây create. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ hai nơi, một là lấy từ internet và hai là lấy từ trong cái bản thân local. Để mà lấy từ local ấy thì chúng ta cũng làm tương tự như giống lấy từ internet nhé, nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ tạo thêm một cái thư mục nữa. Đấy, cái đấy thì mình sẽ triển khai cụ thể trong cái video sau. Bây giờ chúng ta quan tâm vào cái remote này. Các bạn sẽ kích vào cái terminal ở góc bên trái màn hình của bạn ấy, gần góc dưới. Các bạn gõ là flutter pub add thêm một cái http. Tức là để mà truy cập ra khỏi thiết bị và lấy dữ liệu từ internet về, các bạn sẽ phải có một cái gói hỗ trợ lấy dữ liệu từ internet, nó chính là gói http. Rồi, các bạn gõ xong cái này thì nó sẽ nạp vào cho chúng ta và có một cái thành phần nó được thêm vào trong cái file pub space YAML, đó chính là HTTP. Cái phiên bản này có thể là nó khác nhé, theo thời gian thì nó sẽ update lên đấy. Đó, chỉ cần gõ đúng cái lệnh đây, flutter cách pub cách add cách HTTP enter thì nó sẽ tự động import vào cho chúng ta. Cái này nó chính là cái gọi là các ở đây nó gọi là những cái dependency, nhưng mà chúng ta gọi là những cái plugin đấy. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác đó là các bạn import. Đấy, import một cái thành phần là HTTP. Đây, các bạn đặt nó SHTTP chấm phẩy. Rồi, sau đó thì các bạn vào copy cái đường link này này. Copy nha. Sau đó thì quay trở lại cái này. Đấy, tại đây thì các bạn sẽ có một cái final đi. URL. Đấy, thì sẽ bằng cái này. Các bạn paste vào đây. Sau đó các bạn sẽ có một cái final gọi là URI. Đấy, URI thì sẽ bằng URI.path từ cái URL. Rồi. Cái này thì const, ok. Gắn một lần ấy thì nó là const, còn nếu mà có từ xử lý các thứ thì nó là final. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ thêm cái thành phần. Mình tạo ra một cái biến final đặt nó là respond. Đấy, respond thì sẽ là http get http.get. Đấy, truyền về là URI. Đấy, lấy từ URI này nhá. Lấy từ URI này thì chúng ta kiểm tra nếu như cái respond nó chấm status. À, cái này các bạn phải cho cái này là await nha. Đấy, phải await và cái load data này phải là async. Đấy, lấy từ internet về thì sẽ phải await status code bằng với 200, tức là status ok, load thành công thì chúng ta sẽ làm cái gì đó, còn nếu không thì chúng ta sẽ return null. Đấy, return null để mà biết xử lý tiếp theo. Rồi, khi mà status code nó bằng 200 thì chúng ta làm cái gì? Ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái biến final.
đặt nó làm body content. Đấy, nội dung nhá. Thì lúc này sẽ bằng UTF8 chấm decode. Đấy, decode cái gì? Các bạn sẽ cho vào đây là respond chấm body by. Rồi, tại sao phải như thế này? Tại vì ở khi mà kéo từ internet về nó sẽ có những cái ký tự ở đây, các bạn nhìn thấy này, đó là ký tự tiếng Việt đây này. Nếu các bạn mà không có những cái chuyển đổi đấy đây này, thì những ký tự tiếng Việt này này nó sẽ thành những cái ký tự mà các bạn không thể đọc được đâu. Và đó là lý do tại sao các bạn phải chuyển đổi nó sang cái UTF8 đấy, giải mã UTF8. Sau khi mà giải mã xong thì các bạn sẽ có một cái gọi là song wrapper. Đấy, thì sẽ bằng JSON và cái này là JSON decode. Decode cái này chính là body content. Đấy, chuyển đổi nó sang cái thằng JSON. Và chuyển đổi xong thì mình sẽ biến nó thành S, một cái map. Rồi. Nhá, lấy cái giá trị chuyển đổi xong thành một cái map. Và lúc này thì về bản chất thì JSON chính là một cái map mà. Chúng ta sẽ lấy cái song list. Đấy, song list thì lúc này sẽ bằng song wrapper của cái phần tử song. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái list của các bài hát song. Rồi, đặt nó là song số nhiều sẽ bằng song list chấm map, chuyển đổi nó sang nhá. Song list map này, map ở đây là mỗi một cái bài hát thì mình sẽ chuyển đổi nó thành cái bài hát song chấm from json, chuyển chính cái thằng song vào đây. Làm xong thì các bạn to list đó, và cuối cùng thì các bạn return cái thằng song. Thế là các bạn chuyển đổi xong đấy, chuyển đổi xong ở remote kéo về nhá. Bây giờ để mà lấy những cái dữ liệu này thì nó đang ở trong cái thằng suộc, thì các bạn sẽ cần đến một cái thằng repository. Các bạn tạo một cái file new dat file, các bạn đặt là repository. Rồi, ở trong repository cũng có mô thức tương tự, các bạn tạo ra một cái abstract interface class, đặt tên nó là repository. Rồi, bên trong này thì có một cái future kiểu list của các bài hát, và cái này có thể null cho đây hỏi nha, và cũng là load data. Rồi, các bạn import cái thằng song này vào. Ở ngay bên dưới này thì các bạn sẽ có một cái class đặt tên đó là default repository. Rồi, implement cái thằng repository. Bây giờ chúng ta trỏ chuột đây, chọn create missing override. Tiếp tục ở bên trong này thì các bạn sẽ có các biến final. Final thứ nhất đó là mình đặt nó là local data chuột. Yeah, local data chuột thì các bạn sẽ bằng local data chuột. Rồi, tương tự như thế thì các bạn có một cái final remote data chuột. Thì sẽ bằng remote data chuột. Đấy, lấy một trong hai cái thằng này, được chưa? Sau đó thì bây giờ đến cái chỗ mà load cái data này. Đấy, thì load data này các bạn cũng sẽ là có async ở đây. Rồi, và bên trong này các bạn làm cái gì? Các bạn có một cái await nhá. Tạo ra một cái list đã, một cái list của các bài hát song, đặt nó là song. Bắt đầu bằng rỗng. Rồi, sau đó thì cuối cùng các bạn sẽ return cái thằng song này. Rồi, ngay bên dưới này thì chúng ta sẽ gọi await. Await cái gì? Đầu tiên là chúng ta lấy từ internet về remote data chuột chấm load data. Sau đó gen. Đấy, gen thì nó sẽ trả về cái value. Value này chính là danh sách các bài hát ấy. Thì cái này sẽ là remote song. Rồi, remote song này các bạn cho vào đây. Đây, mình sẽ mở cái biểu thức này ra. Ở bên trong này thì kiểm tra nếu như mà cái remote song, cái thằng bên dưới này, nó bằng null. Đấy, nếu bằng null thì lúc này chúng ta sẽ load từ trong local. Đấy, thì sẽ là
local data source chấm load data cũng gen, thì cái này sẽ là chúng ta gắn cái giá trị rồi load data, cái này đổi nó thành local song. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ kiểm tra if local song khắc null. Đấy, thì chúng ta mới gán đó là song chấm so. So cái gì? Local song. Rồi. Chấm phẩy đây. Rồi, cuối cùng chấm phẩy đây. Đấy. Còn nếu mà cái này này, cái if bên ngoài này này nó không null. Đấy, thì cũng là song chấm so remote song. Ok, đấy thì đây chính là cái chỗ xử lý. Bây giờ các bạn quay sang bên chỗ main đi. Đây, vào trong chỗ main này đi. Rồi. Thì bây giờ ở trong cái main này này thì trước hết là vào bên trong này chúng ta sẽ debug print. Đây, các bạn gọi debug print nhé. Đây, bây giờ chúng ta cần in ra cái kết quả đã ở cái dạng cần sâu. Thì lúc này ở đây mình có một cái gọi là repository sẽ bằng default repository. Rồi, sau đó thì lúc này mình sẽ lấy cái kết quả. Đấy, lấy cái kết quả song sẽ bằng repository chấm load data. Rồi, khi mà load data này thì lúc này chúng ta sẽ thấy là ở đây nó trả một cái future. Đấy, nó trả về cái future thì lúc này mình sẽ cho là await. Await. Rồi, await sau đó thì ở đây là repository. Rồi, cái này các bạn cho nó là async. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ có một cái list của các bài hát. Đấy, lúc này các bạn sẽ kiểm tra nếu như mà songs khác null. Đây, thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện một cái vòng for. For từng cái song in songs. Rồi, mình sẽ dùng cái debug print in ra cái từng cái song một. Và khi in ra từng cái bài hát này này thì lúc này chúng ta sẽ phải có một cái đây là song vào đây. Các bạn vào cái song này này, các bạn bổ sung thêm một cái thằng nữa để các bạn dễ debug nhá. ALT insert này, chọn cái toString. Các bạn chọn Ctrl A enter. Đấy, nó tạo ra một cái toString như này. Sau đó các bạn có thể căn chỉnh code các thứ để cho nó ngắn gọn kiểu. Rồi. Sau đó quay trở lại main nhá. Đây, thì song các bạn gọi toString. Đấy, để in nó ra. Bây giờ các bạn chạy cái này lên. Đấy, chạy thì các bạn có thể chọn một trong những cái thiết bị của bạn hoặc là đây, mình sẽ chọn cái này để chạy này. Thì hiện tại là nó chưa có cái gì để hiển thị lên trên cái màn hình đâu và chủ yếu là đang ở cái chế độ là debug. Để cho nó build. Cái lần đầu tiên mà chúng ta build là nó lâu nhất. Để xem cái kết quả nó có thành công hay không nhá. Rồi, vẫn tiếp tục còn một cái vấn đề nữa đó là cái chỗ loát này này. Đấy. Thì nó không thể chuyển đổi sang cái đây, nó bảo là một cái list của cái dynamic thì không phải là kiểu con của list song. Đấy, không phải là điều kiểu con của list song. Ok. Vậy thì ở trong cái chuột chấm đát. Bây giờ mình sẽ lấy cái song wrapper của song. Đây, cái chỗ này nhá. Thì các bạn sẽ bổ sung đó là s list. Đấy. Ép nó sang kiểu list. Sau đó các bạn chạy lại, tắt đi, chạy lại. Rồi,
Như vậy là các bạn thấy là dữ liệu nó đã hiển thị lên đây rồi. Đấy, đây chính là cái nội dung của từng cái bài hát nhé. Đây này. Đấy, mỗi cái bài hát thì nó sẽ bao gồm có những cái thứ như thế này. Đấy, đấy là xong một cái bài hát này. Đây, tiếp tục bài hát thứ hai. Đó, như vậy là chúng ta đã bạt thành công cái dữ liệu từ Internet về rồi. Và lúc đấy các bạn thấy là có tiếng Việt đây nhá. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta không có xử lý tiếng Việt ấy, ở chỗ này này, và chúng ta không decode cái thứ này, mà chỉ đơn giản là lấy từ Internet về thôi, thì nó sẽ không hiển thị ra tiếng Việt. Đây, ví dụ này, chúng ta sẽ có respond.body. Mình không có chỗ này nhá. Chỗ này mình sẽ thay bằng respond.body. Đấy, thay bằng respond.body và các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả này. Rồi, đây các bạn nhìn thấy này. Nếu mà tiếng Việt ấy thì lúc này nó sẽ có cái kiểu như thế này. Đây đây đây. Đấy, các bạn nhìn thấy có hiểu cái gì không? Có đọc được không? Đây, có những cái ký tự tiếng Việt thì nó đổi thành cái quái dị gì đây. Đấy, đấy là cái lý do tại sao chúng ta phải có cái chỗ mà UTF-8 decode này này, giải mã UTF-8 khi mà lấy dữ liệu dạng byte từ Internet về, phải lấy respond.bodyByte nhá. Còn ở chỗ dưới này thì các bạn sẽ decode từ cái body content mà chúng ta vừa mới decode UTF-8 phía bên trên. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả như ngay lúc nãy mà chúng ta xem.